Bác sĩ Thịnh kêu cứu hậu drama, chồng bệnh nhân vlog bị nghi là trùm cuối, thực hư ra sao? Những drama liên quan đến bệnh nhân vlog và bác sĩ Thịnh tưởng chừng sẽ chính thức dừng lại sau buổi họp báo nói rõ vấn đề. Thế nhưng mọi chuyện hiện ngày càng đi xa hơn khi hàng loạt tin đồn xuất hiện và nhân chứng của vụ việc lên tiếng. Lùm xùm giữa bệnh nhân vlog và bác sĩ hiếm muộn Cao Hữu Thịnh đang là tiêu điểm những ngày qua. Hiện nay có hai luồng ý kiến trái chiều nhưng đa số khán giả đều đứng về phía của bác sĩ. Trong khi bệnh nhân vlog từ một nữ YouTuber được người người nhà nhà yêu mến quan tâm, nay đứng trước nguy cơ bị công chúng tẩy chay, thì bác sĩ Thịnh lại trái ngược hoàn toàn khi nhận về quả ngọt. Mới đây, theo ghi nhận của nhiều người dân gần nơi làm việc của bác cho biết, phòng khám của bác bình thường đã rất đông khách, nhưng từ khi vướng phải thị phi thì số lượng khách tới thăm khám trở nên quá tải vì tên tuổi ngày càng đi xa. Đăng tải hình ảnh bác sĩ Thịnh chơi với giữa biển người ở phòng khám, một nhân chứng viết: "Đúng là người có tầm thì không bao giờ sợ bị tai tiếng. SOS, đông người quá, cứu bác sĩ với bệnh nhân vlog ơi." Về phía bạn nhân vlog, nữ YouTuber đình đám hiện đang đứng trước làn sóng tẩy chay của công chúng. Mới đây, một nhân chứng bất ngờ xuất hiện lên tiếng tố thái độ của bạn nhân vlog và chồng. Cụ thể, vào đầu tháng 2 năm 2023, nhân vlog cùng Quỳnh Trần GB ghé thăm Côn Đảo để viếng cô Sáu. Theo Hiền Nhi, chủ nhân của cửa hàng kinh doanh các vật phẩm viếng mộ của cô Sáu cho biết, Đức Nhân đã sử dụng dịch vụ mua bên cô, mua trái cây, gà xôi, hoa và các vật dụng cúng bái với tổng số tiền lên đến 10 triệu đồng. Thế nhưng nữ YouTuber quê Khánh Hòa yêu cầu nam nhân viên phải ghi khống hóa đơn từ 10 triệu đồng thành 44 triệu đồng. Được biết, lý do được nữ trợ lý của Lê Thị Đức Nhân cho biết là để gửi về công ty bên Nhật Bản tất toán kinh phí viếng cô Sáu. Cô cho biết, bà nhân vlog từng có ý định phốt cửa hàng của cô sau khi vô tình nghe được cuộc đối thoại của các nhân viên. Mục đích của đoạn clip này, Hiền Nhi muốn nhắn nhủ đến những vị hành khách muốn ghé thăm mộ cô Sáu, hãy đến bằng tâm thiện lành và hãy cẩn trọng trong những suy nghĩ và hành động của bản thân để tránh rước họa vào thân. Trước vụ việc, dân tình hiện cũng chia sẻ nhiều luồng ý kiến trái chiều, trong khi nhiều người kêu gọi giải cứu chồng Nhật của nữ YouTuber Anteru, thì cũng có không ít ý kiến nghi vấn chồng bà nhân mới là trùm cuối kiểm soát các video của nữ YouTuber. Thậm chí trong nhiều diễn đàn mạng xã hội, nhiều người còn tung tin đồn bà nhân vlog và chồng có hợp đồng hôn nhân 5 năm. Tuy nhiên, trước tin đồn này, dân tình cho rằng đây chỉ là những tin đồn thất thiệt, bởi lẽ những hội nhóm này thường đăng tải thông tin không có kiểm chứng. Về phía bà nhân vlog và chồng, công chúng từ lâu vốn đã biết về chuyện tình đẹp như cổ tích giữa cả hai, nên những tin đồn không kiểm chứng những ngày qua được cho là không chính xác và nhằm mục đích câu view. Cộng đồng mạng bình luận: "Con 100.000 chữ ký giải cứu chú Teru đi mọi người. Chú chồng có phải con nít đâu mà mấy bà bảo không biết gì. Khoe ổng làm tập đoàn lớn thì tao tưởng ổng phải thông minh lắm chứ. Có khi nào nhân vlog bị giật dây, chú Teru mới là trùm cuối không? Ông ấy không hiểu tiếng Việt mấy mà, nên bà vợ nói chuyện cũng không hiểu đâu. Có cái nào bị viết lên báo may ra có Google dịch thì đọc được thôi. Thưa người chồng không hiểu chuyện gì xảy ra." Tối 14 tháng 3, bà nhân vlog đã tổ chức họp báo để gửi lời xin lỗi đến bác sĩ Cao Hữu Thịnh và nói rõ một số vấn đề liên quan. Ông xã người Nhật cũng có mặt cùng vợ trong buổi họp báo. Trước đó, Teru luôn xuất hiện cạnh vợ trong các video nhưng chỉ giữ im lặng. Khi được hỏi về ồn ào của bà xã những ngày qua, Teru sẵn sàng trả lời, nói bằng tiếng Nhật, ông xã của Đức Nhân gửi lời xin lỗi đến bác sĩ Cao Hữu Thịnh. "Câu chuyện lần này khiến bản thân tôi cảm thấy áp lực, trong lòng rất buồn", Teru nói. Chồng dứt lời, Đức Nhân cũng bày tỏ mong muốn mọi người không lôi ông xã của cô vào lùm xùm lần này. "Vấn đề là nhân sai nhưng mọi người lại lôi anh Teru vào, lấy hình ảnh thông tin để chế giễu anh ấy. Anh Teru phải bỏ hết công việc ở Nhật để về đây là đã phải chịu nhiều áp lực lắm rồi. Vậy mà mỗi ngày lên mạng mọi người còn dùng hình ảnh anh ấy nói những lời nặng nề phán xét. Mọi người cứ trách mình chứ đừng trách anh Teru", Đức Nhân nói. Trên trang của mình, nữ YouTuber cũng cho biết việc khóa bình luận là để ông xã không phải đọc những bình luận tiêu cực vì Facebook có tính năng dịch tự động. Trong buổi họp báo tối 14 tháng 3, Đức Nhân nhiều lần gửi lời xin lỗi đến bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Cô cũng nhấn mạnh mình không đem vấn đề quảng cáo thương mại vào chuyện tìm con, cũng không cố tình diễn để câu view mà tất cả là cảm xúc thật. Vụ việc hiện vẫn tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán của công chúng.